Tôi khỏe. Kiwi chín rụng kìa. Ta làm gì có trồng kiwi được mà chín mà rụng chứ. Em không phải là chín rụng mà bị các bạn hất xuống đất, không cho đi hội thảo làn da đẹp làn da khỏe đó. Vậy hả? Thiệt là tội nghiệp em kiwi của anh à. Ủa nhưng mà tại sao các bạn lại không cho em đi? Các bạn nói là da em xù xì xấu xí nên không có cho đi. Hất em xuống đây nè. Ê chà, mấy đứa này thiệt là bỏ kiwi vàng quý giá của ta lại, thiệt là tội nghiệp. Thôi thôi thôi, em đừng có buồn nữa nha. Chắc các bạn không biết gì về em á. Chứ theo như anh Quý Bình biết hả, là kiwi rất tốt cho làn da, đúng không nè? Đó tôi khỏe. Rất là chính xác đó. Kiwi, mà nhất là kiwi vàng, rất là tốt cho da. À, Quý Bình nhớ rồi. Sở dĩ mà kiwi vàng tốt cho làn da bởi vì trong trái kiwi chứa rất nhiều collagen, đúng không nè? Cơ thể em rất giàu vitamin C và E, sẽ giúp sản sinh ra collagen, giúp cho da được săn chắc, giảm nếp nhăn nè. Ngoài ra, vitamin C trong kiwi có tác dụng giúp da mềm mại, mịn màng, chống lại tác động của tia cực tím ảnh hưởng lên da. Ngoài ra, thì quả kiwi vàng em chứa rất nhiều chất flavonoid và carotenoid, giúp bảo vệ cái DNA không bị hủy hoại, chất chống oxy hóa, cũng giúp làm chậm quá trình lão hóa đó. Hay quá. Ê mà không được, càng nghe Dr. Khỏe với lại Kiwi chia sẻ, anh Quý Bình càng thấy rất là nguy. Nguy lắm rồi. Nguy chuyện gì vậy anh Quý Bình? Có chỗ nào không ổn vậy? Nói em đi, em giúp cho. Anh Quý Bình nói nguy là nguy hiểm cho em đó, chứ không phải nguy cho anh đâu nha. Sao em lại nguy chứ? Thì từ những cái thông tin mà em với lại Dr. Khỏe chia sẻ, anh tin chắc là sau chương trình ngày hôm nay mọi người sẽ tìm đến kiwi rất là nhiều ha, để ăn kiwi. Lúc đó em rất là vất vả rồi, đúng không nè? À, biết vậy hồi sớm còn rớt xuống đảo hay đại dương gì á hay hơn rồi đó hả Dr. Khỏe? Nói thì nói vậy thôi chứ em đừng bao giờ mà chảnh chẹ đó nha, không hay đâu nha. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Quý Bình cùng với em Kiwi và Dr. Khỏe xin nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại.